Vui quá là vui. Nè, gì vậy? Tự nhiên bà ngồi bà cười mình, ai nhập bà vậy? Nhập gì thì tâm trạng tôi nó vui thì tôi cười chứ có gì đâu lạ. À, vui. Ừ? Mà bà vui chuyện gì? Trời ơi, không vui sao được. Đó, một thời gian thằng Sĩ nó lên bên nhà vợ nó, nó ở nó bị hành hạ, bây giờ nó về ở với vợ chồng mình, không vui sao được. Gia đình đoàn tụ. Phải ăn mừng nữa kìa. Tôi nói cho bà nghe, bà thật sự đó nha, bà rất là ích kỷ. Bà chỉ biết cho bản thân của bà không à. Bà có nghĩ tới cảm giác của con mình hay không hả? Bà thấy hôm qua tới giờ cái mặt thằng Sĩ nó ra làm sao? Nó buồn là đúng tâm trạng rồi. Vợ chồng xa cách thì phải buồn thôi. Nhưng mà buồn là buồn mấy ngày rồi, thời gian nó cũng quên thôi, hiểu chưa? Có nghĩa là theo ý của bà nói đó là bà quyết định cho hai đứa tụi nó ly dị luôn đúng không? Cái này là tôi không có quyết định. Quyết định là hai đứa nhỏ thôi hả? Trời đất ơi, mà nếu mà sống ở không nhau hạnh phúc thì chia tay cũng được, có sao đâu. Bây giờ theo ý tôi vậy, có nghĩa là một là thằng Sĩ, hai là con Bảo Anh. Trong hai đứa phải có một đứa hy sinh. Nếu mà nói về hy sinh thì tại sao không phải là con Bảo Anh mà là thằng con mình? Ông hiểu chưa? Thôi. Bà nói tới đây là tôi chịu thua bà rồi, tôi bó tay với bà rồi ha. Bây giờ cái chuyện mà này bày ra đó là tôi với bà mà nói chuyện với nhau là tới sáng mai cũng chưa xong nữa. Mất công là bà mặt lớn mặt nhỏ tôi ha. Thôi bây giờ vậy, bà lo bà dòm ngó thằng Sĩ con mình đi. Ơi lo gì ông ơi, cục vàng của tôi, con trai cưng của tôi về đây, thèm cái gì nói một tiếng má đi chợ má mua cho ăn. Trời muốn gì nữa. Trời ơi thương chết. Thấy không? Vui vẻ cười kìa, có gì đâu. Nè, cục vàng của má, ăn cái gì nói má nghe. Rồi sáng giờ có làm gì mệt không con? Ừ? Ăn làm chi, rồi cũng chết mà thôi. Trời ơi nói gì con. Con người ai cũng sẽ về với cát bụi. Cuộc sống trần gian ngắn ngủi lắm mọi người à. Sinh lão bệnh tử là không thể nào thoát được. Đáng tiếc. Vậy? Đáng tiếc. Buồn làm chi em ơi. Đó, cười lên. Hồi nãy bà cười sung lắm mà. Sao giờ bà không cười nữa đi? Thôi nghe, tôi biết ông phải là cha nó không nữa. Tâm trạng nó vui buồn bất thường, ông phải nghĩ cách gì á. Ông giật cái tinh thần nó lên chứ. Tại sao mà giờ ông nói thôi, ông gọc ghẹo tôi nữa là sao? Nghĩ không được. Trời đất ơi. Xuống ăn sáng này cha con Bảo Anh ơi. Xuống ăn sáng. Cứ đứng mà kêu, kêu mà réo, réo mà kêu, nó không xuống ăn đâu. Bảo Anh ơi, Bảo Anh à. Bữa bà... nay là tôi nấu cái món hoành thánh này là món nó thích á. Thích thì bà ăn đi, chứ tôi nghĩ là nó không ăn đâu. Ông sao nói chuyện kỳ cục quá. Ừ? Thích thì ăn đi, nói kiểu. Thì bà nghĩ lại mà coi, trong cái tình hình hiện nay, tâm trạng nào mà nuốt cho vô. Ví dụ bà đi, bà ở trong hoàn cảnh này nè, bà nuốt vô không? Nuốt không vô cũng ráng nuốt. Ủa mà mắc cái gì nuốt không vô? Mắc cái gì phải nhịn? Vậy cho tôi hỏi ông nè, cái chuyện có gì đâu. Rồi tự nhiên nó đòi nhịn ăn là sao? Ta nói cái chữ nhịn là tên của bà đó. Bà tên nhịn mà chẳng nhịn gì hết á. Ủa, chẳng lẽ giờ cái cuộc đời tôi hễ mà cái chữ nhịn là cái gì cũng phải nhịn hết hả? Đúng rồi. Còn khuya. Tôi nói thiệt nha, từ xưa đến nay á, chưa ai dám giống như bà đó. Chứ ai biểu? Ai biểu là bà không nhịn tôi chi? Trời bộ ông thấy không, bà không đâu có hiền gì. Rồi giờ hỏi ông giờ vậy thì phải làm sao? Giờ muốn nhờ phải không? Không phải nhờ, hỏi thử thôi à. Gì cười? Con cách duy nhất thôi. Cách gì? Là bà đó. Ờ. Phải làm lành với gia đình thằng Sĩ, hiểu rõ chưa? Cái gì? Cái mặt của tôi như vậy nè, hạ mình ăn nỉ bà lùng đó hả? Còn khuya
Vậy thôi 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 thôi, đó ý kiến của tôi, còn ý của bạn muốn làm gì làm, tùy hả, để tôi ăn hả? Ý của tôi là tôi sẽ lên trên phòng của nó đó, tôi lôi đầu nó xuống đây ăn nè. Lôi được không? Như coi nè. Sao? Nó có nghe lời xuống ăn không? Thấy tôi xuống một mình là biết là cái gì. Cứng đầu cứng cổ, tuyệt thật hả? Ừ, tuyệt đi, ai chết biết liền. Thì chuẩn bị nè, bà ăn luôn tô của nó. Ông ăn đi, ăn cho ngập họng ông luôn đi. Alo, em nghe nè chồng. Đang ngồi trong phòng thôi, không làm gì hết á. Nhớ chồng quá à. Em ở yên trong phòng luôn, không đi ra ngoài, không ăn không uống gì luôn á. Trời ơi, không ăn không uống gì, sức đâu chịu nổi. Lỡ em ăn em bệnh rồi sao? Anh cứ yên tâm đi, em không xuống ăn cơm thôi, chứ em vẫn có đồ ăn đầy đủ nha anh nghe nè. Em thủ được ăn trong phòng nhiều lắm, chết đói rồi không? Thôi anh với em ráng đi, mình phải làm cách này, má anh với má em mới giảng hòa với nhau được. Còn không là hai bà bây giờ căm thù nhau tới thiên thu vạn kiếp luôn á, không bao giờ hòa giải được đâu. Mà sao em nghĩ ra được cái cách này hay dữ vậy? Anh thấy em giỏi không? Biết sao không? Em đọc truyện Romeo và Juliet đó. Em thấy hai gia đình á là suốt ngày chiến tranh lạnh với nhau, xong rồi Romeo với Juliet quyết định là giả bộ uống thuốc tự tử. Vậy thì hai gia đình mới đình chiến. Đó, mình phải làm như vậy thì á hai bên má anh với má em mới có thể giảng hòa với nhau được, chứ không cứ vậy hoài mệt chết được luôn á. Khi nào mà em thấy tình hình ổn ổn rồi á thì mình xả vai nha, ráng lên nha cục cưng, thương 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 thương. Ê, cái chiêu này hay nè con. Ba làm nhạc lên cho nó sôi động nha. Ta 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 ta. Trời ơi, ông ơi ông. Cái gì? Ông nghĩ sao vậy con, mình nó tự giận. Cái này là ông chiêu đó. Ông cười hả? Chiêu đó bà. Trời ơi, xuống con ơi, đừng con ơi, đừng cái chuyện gì cũng có thể thả ra. Con ra đi, để cho con chết. Để nó tự nhiên đi. Con thả ra, nghe lời bà. Thả ra. Tự nhiên đi bà, nó để nó vui. Con chết. Bà làm gì vậy? Bà làm gì vậy? Đi xuống, cởi ra liền. Con đi suốt, cởi ra má đi. Má ơi, một mình con đu thôi, má đu lên đứt dây té xuống không thảo chết ra. Gì ngợp mà chết gì bể đầu đó. Nó nói đúng đó bà. Tháo ra. Xuống đi. Tháo ra để cho má. Tôi nói bà xuống đi. Mày tháo ra để má. Mày tháo ra. Bà chưa? Xuống đi. Tháo ra chưa? À, bà làm gì vậy? Tháo ra, đi xuống. Tháo xuống. Chết để tao chết. Mày. Không. Mình làm gì vậy? Làm gì vậy trời? Trời ơi. Trời ơi, ông có chuyện gì vậy ông bà? Ơi là ông có phải là cha của nó hay không vậy?
Hả? Con mà nó nghĩ quẩn như vậy á, mà tại sao ông đứng ông cười không vậy? Nè, con mắt của bà, con mắt nào thấy tôi cười? Tôi cười hồi nào? Ông không cười. Nãy giờ tôi cười cái gì? Chắc tôi điên quá, chắc tôi khùng quá à. Cái này là bà nói nghe. Cái này bây giờ mới cười nè. Ma xin lỗi con. Không được. Không được. Không được. Trời đất ơi. Ai nhập bà hả? Không được. Đó là sự thật. Cái gì? Cái sự thật gì? Dạ. Ông muốn nghe tiếng gì không? Trời đất ơi. Nó đang mở nhạc mà. Không phải. Bảo anh đang tụng kinh. Trời ơi. Bà suy nghĩ cái gì á? Nó hơi quá sao? Nó đang tụng kinh. Mà tôi biết chắc là đang có chuyện gì nè. Cho nên nó mới như vậy đó. Nó đã tuyệt thật rồi, không ăn không uống gì hết. Nó sẽ chết không biết không. Rồi bây giờ nó chuyển sang tụng kinh nữa kìa. Chứ giờ bà muốn làm sao? Chưa biết, nhưng mà rồi sẽ có cách. À, cái ý của bà bây giờ muốn cho hai đứa tụi nó, vợ chồng tụi nó hòa thuận lại với nhau đúng không? Ừ. Ý là muốn tác hợp là tụi nó hòa thuận đúng không? Đúng thì rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất là bà phải làm sao mà làm lành với bà Suya mình trước kìa. Làm lành với chị Suya. Đúng. Làm lành với chị Suya. Đúng vậy. Thì con nó mới vui. Đúng rồi. Đúng. Phải làm lành với chị Suya. Quyết định vậy đi. Chào chị Xui. Chào chị Xui, tôi mới lên. Chị Xui. Dạ. Chị Xui. Dạ, Xui đây. Trời ơi, sao mà lại có linh tính với nhau hay quá vậy? Tôi đang suy nghĩ tới chị đó. Vậy hả? Tôi tính là tôi sẽ xuống với chị đó chị Xui. Trời ơi, chị xuống tôi chi? Tôi lên chứ tôi đâu có bỏ chị đâu. Tôi nói chị nghe, em về sẵn gặp chị, tôi xin lỗi chị một tiếng. Là mình cũng bậy quá. Nói chung là trời ơi, ta nói đi về quê rồi nằm chắc chân suy nghĩ. Ta nói sao mà mình thương con mù quáng quá, không có phân biệt cái đúng cái sai. Giờ mình thấy mình bậy bạ quá chị à. Trời ơi, chị Xui ơi, thì cha mẹ nào không thương con cái. Thì đó. Tôi cũng vậy thôi, ừ. Tôi cũng hồ đồ quá cho nên là Xui ra mới có chuyện xích mích như vậy. Dạ. Tôi tính là xuống dưới á, tôi nói với chị một tiếng là thôi, mình đừng làm khổ tụi nhỏ. Dạ. Tụi nó thương nhau rồi thì người lớn cũng phải dĩ hòa vi quý đúng không chị? Đúng rồi đó chị. Dạ. Trời ơi, tôi nói chị nghe ơi, thấy mấy đứa nhỏ nó thương như vậy, nó yêu như vậy mà vì hai bà mẹ cứ gây gổ hoài, rồi tụi nó bỏ ăn bỏ uống. Trời ơi, tao nói làm cha làm mẹ xót xa lắm chị à. Tôi cũng vậy nữa, tôi có mệnh bảo anh là con à. Dạ. Trời ơi, nó mà có chuyện gì chắc tôi chết á, tôi sống không nổi á. Cho nên là tôi thấy là mình sai quá sai rồi. Thôi bây giờ sẵn tôi với chị, mình làm lành đi, cho hai đứa nhỏ nó cũng vui. Dạ, chứ còn gì nữa. Cái vấn đề ở đây thôi bây giờ đừng có nói ai đúng ai sai hết. Mà cái quan trọng là mình phải huề với nhau. Đúng rồi. Để cái tụi nhỏ nó mới hạnh vui phúc. Đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Để tôi gọi điền cho thằng Sĩ, tôi kêu nó lên gắt. Đúng rồi, chị phải kêu thằng Sĩ lên thôi, đi má, chị. Thôi má, khỏi gọi, con tới luôn rồi má. Ủa? Ủa? Con lên rồi nào vậy? Dạ, má vừa mới đi con đu theo cái xe vậy của má. Chị hả? Chị đợi, con bảo anh ở trong nhà. Đợi, má kêu nha.
tao. Con ra luôn rồi nè. Ủa? Trời đất ơi, coi kìa nét mặt rạng ngời hạnh phúc coi. Sĩ ơi Sĩ, trời ơi nó cảm động, nó khóc kìa trời ơi. Vậy là hai tụi nó làm lành trước khi mà tụi mình quê nhau rồi. Bởi vậy, ê vậy mình quê đâu có ý nghĩa gì đâu. Đâu có ý nghĩa gì nữa. Thì mình gây đi. Ờ. Bây giờ tụi chị gây đi coi, nó con mình tụi nó bên ai. Nghe dĩ nhiên là con tôi là phải bên nghĩ tôi. Sao vậy, nó là dâu tôi, nó phải biết má chồng. Mà nó là rể tôi, nó phải biết tôi. Trời ơi, con là má vợ, tôi là má chồng người khác nói ngã. Chị nói sao vậy trời. Chị nói gì vậy. Giỡn.